Theo thống kê từ Bộ Y tế, ngày 25 tháng 4 năm 2023, cả nước ghi nhận 2.501 ca COVID-19, tăng 594 ca so với một ngày trước đó. Đây cũng là ngày cả nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong nhiều tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,5 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có hơn 116.700 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 819 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là hơn 10,6 triệu ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 145 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 116 ca, thở oxy dòng cao HFNC 7 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn 20 ca, ECMO 0 ca. Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại Nam Định. Trước đó, ngày 22 tháng 4, Hà Nội ghi nhận 1 ca tử vong vì COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141 trên 230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 24 tháng 4, có 7.886 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 266 triệu liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 223 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là gần 24 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là hơn 18 triệu liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.